ngu vậy? Đúng tao vậy hả? Tiêu Quỳnh, anh tìm gì vậy? Nè, tôi tìm cái mắt kiến. Đây nè. Hả? Đây. Đâu? Thế gì? Đây nè, mắt kiến đây nè. Ừ. Chụp gì tầm bảy tầm bả vậy? Chụp gì thấy tròn tròn chứ đủ mắt kiến không chụp. Cũng may là nó chưa có bể đó. Mắt kiến không bể mà cái đầu tôi sắp bể rồi. Chị còn cách nào mà làm quen dễ thương hơn cái này không? Đừng vô duyên đi, không ai muốn làm quen với anh đâu. Vậy chị tưởng là cái cột mà chị đâm vô? À, lúc mà đụng vô người anh tôi nghĩ anh là cái cột á. Người gì đâu mà vừa khô vừa cứng mà. Ủa? Mà sao biết tôi khô vừa cứng? Thì tại vì tôi vừa mới đâm vô anh đó. Lần đầu tiên có người con gái đâm vô mình. Như nào giờ? Anh nói gì vậy? Hả? Anh vừa nói gì vậy? Lại là lần đầu tiên nữa. Lần đầu tiên có người con gái tấn công mình. Mày nghe. Hả? Hồi nãy tôi vô tình tôi đụng với anh. Bây giờ xin lỗi, được chưa? Trời đất ơi, lại là lần đầu tiên nữa. Lần đầu tiên có một người con gái đẹp xin lỗi mình. Không có sùng sướng. Ủa chứ nào giờ người ta chửi anh không hả? Không có, chút thôi à. Ôi, này cô ơi. Nè. Cái gì? Xin lỗi nha. Cái gì? Cô đụng vô người tôi sao cô tỉnh như vậy? Chứ bắt tôi điên hả? Không phải điên. Cô có biết cái luật ở trên xứ Mỹ này không? Luật sao? Khi một người làm tổn thương tới người khác là người đó phải bồi thường đó nha. À, té ra anh canh me cái bến xe bus này để anh làm tiền người ta phải không? Anh muốn đòi tiền phải không? Ừ. Xin lỗi nha, tôi không có mang theo tiền. Ê, không. Không, nói nghe nè. Cô làm đòi không phải, tôi không cần tiền. Chứ anh cần cái gì? Cần có cô. Không có vô duyên đâu. Cần sự hiện diện của cô đây. Để tôi được trò chuyện với cô. Vậy là tôi cảm thấy tôi may mắn lắm rồi. Ủa? Anh tưởng anh quen tôi là anh may lắm hả? Chứ còn gì nữa? Nè, tôi nói thiệt với cô nha. Bấy lâu nay tôi chờ trên xe bus này nè. Tôi chỉ mong muốn có một ngày được làm quen với một người con gái. Bởi vì hôm nay tôi gặp được cô là tôi may mắn lắm rồi. Trời đất ơi, mà từ đó giờ chưa có ai làm quen, chưa ai nói chuyện với anh hết hả? Chưa bao giờ. Chắc là vô duyên dữ lắm á, tránh ra coi. Không, vô duyên thì ít nhưng mà nghèo. Nghèo ở cái xứ này là tội nặng nhất đó cô ơi. Tôi nói gì cô, tôi cũng mới Việt Nam qua, chân ướt chân ráo, còn đang đi học, không có nghề nghiệp gì trong tay đó. Nhà thì không có, xe thì cũng không có, đi xe bus đó. Nói tóm lại là I have nothing đó. Cô nghĩ coi, ở trên xứ này nè, có người con gái nào mà can đảm quen một người như tôi không? Bởi vậy, nói vậy thôi à. Biết rồi, nãy giờ nghe rồi. Có nghĩa là nãy giờ anh tự xưng anh là học trò nghèo phải không? Uh-huh. Anh là sinh viên nghèo phải không? Uh-huh. Tự khoe là mình nghèo phải không? Bởi vậy. Khoan. Nhưng mà tôi nói cô nghe nè, tôi nghèo là nghèo bây. Anh bỏ cái chân ra, bỏ. Kể tiếp đi. Ê, hình như hơi cô. Hình như cô đang tìm gì phải không? Không, kể tiếp đi tôi. Tôi nói cô nghe nè. Tôi nghèo á, là nghèo bây giờ thôi. Nhưng mà trong tương lai tôi học ra trường rồi, tôi sẽ là bác sĩ. Mà không phải bác sĩ tầm thường đâu nha. Bác sĩ tầm bậy. Không. Bác sĩ thẩm mỹ. Tôi sẽ học về thẩm mỹ. Và sẽ có một ngày nào đó, các cô gái sẽ chạy tới tôi. Và có cô sẽ năn nỉ là bác sĩ ơi, mắt của em nó hí quá. Hí hả? Cô nói thiệt với cô nha. Cô nào hí hả? Cô cắt liền. Còn có cô sẽ nói là bác sĩ ơi, mũi của em nó xẹp quá. Xẹp hả? Tôi chống nó liền. Rồi cũng sẽ có cô nói tôi là bác sĩ ơi, cái dòng ngực của em nó không được cân đối. Không cân đối. Đủ rồi. Nó ráng làm học bác sĩ đi. Nhưng mà còn cô làm sao? Mà nếu không học bác sĩ tôi làm kỹ sư. Tôi làm kỹ sư computer. Tôi sẽ vô một hãng Mỹ nào đó tôi làm. Và tới một ngày nào đó hãng của tôi nó lên ha, tôi trúng stock, tôi sẽ là triệu phú. Mà nếu không làm bác sĩ kỹ sư thì tôi sẽ làm tệ lắm mà. Tôi sẽ làm ông chủ. Chủ gì? Chủ 3-4 tiệm nail. Ok, chúc anh giàu có. Còn cô sao? Cô sao? Ủa cô tiệm gì vậy? Còn cô? Cái gì tôi? Anh hỏi tôi hả? Anh hỏi tôi hả? Theo suy nghĩ của tôi á, làm con gái là lời hơn làm đàn ông. Làm con gái chỉ cần trẻ và có một chút xíu nhan sắc là có tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Còn làm đàn ông á, cần phải gắn cho nhiều chức vụ nè, kỹ sư nè, bác sĩ nè, tiến sĩ nè, luật sư nè mới ngon, biết không? Đủ chưa? Đừng có lầm nha, nhiều khi đẹp đẽ mà vô duyên là cũng huề tiền đó. Ê, anh ơi, anh vừa lụm được cái gì đó?
anh vừa nắm với tay cái gì đó. Cho tôi xin lại được không? Tôi lộn gì kể tôi không không có. Tôi nói anh nghe nè, chiều hôm qua tôi rớt một cái món ở đây và bây giờ tôi rất cần nó. Anh cho tôi xin lại được. Ê, đâu có dễ vậy cô. Cái món cô rớt là cái món gì? Nhiều khi tôi lộn được cái món mà phải của cô làm sao? Không, nghĩ là của tôi đó, cho tôi xin lại được không? Nhưng mà là món gì? Là không thể nói được, nhưng mà anh cho không nói được thôi, tôi đi về. Ê, đừng. Cho tôi xin được không? Nhưng mà cô phải nói là cái gì chứ? Nó là Đưa đây. Nó là chiếc nhẫn vàng. Gì? Nhẫn vàng, đưa đây cho tôi. Mắc cười quá. Thời buổi này có một người con gái tìm nhẫn vàng ở trạm xe bus. Nhẫn vàng khó, nhẫn cỏ mới dễ. Tôi nghĩ vàng 18 với vàng 24 thì khó tìm, nhưng mà vàng kia chắc nhiều lắm cô, chó ngang qua lại nhiều lắm. Biểu. Cái gì vậy? Cởi ra coi. Cởi gì? Cởi cái mắt kiến ra. Trời đất ơi, mắt kiến là con mắt của tôi, cởi ra tôi thấy được đâu. Anh cởi mắt kiến ra để tôi thấy, nhìn thẳng vô mắt anh á. Tôi biết hiện bây giờ cởi với anh á không có cần tiền mà chỉ cần tình yêu thôi, đúng không? Trời ơi, sao biết hay vậy? Đúng rồi đó, bây giờ tôi nói thiệt với cô nha, tôi tiền bạc từ từ kiếm sao, quan trọng nhất tình yêu. Sống ở xứ Mỹ này phải có một tình yêu. Tôi biết mà. Trời, chứng giám luôn đó. Tôi nói cho anh nghe nè, nãy giờ đó anh biết là tôi đang mất cái món gì rồi không? Tôi mất một cái nhẫn vàng tròn mà nó giống nhiều cái nhẫn khác lắm. Bây giờ anh giúp giùm tôi đi, anh tìm giùm tôi nha. Anh tìm nó đó, nếu mà anh bán nó đi anh chỉ có một số tiền là anh xài là hết. Nhưng mà nếu anh tìm giùm tôi ha, rồi anh trả cho tôi sẽ cảm phục anh. Và từ cảm phục đến tình yêu là một bước rất ngắn. Dạ, anh có giúp tôi không? Tôi mất một cái nhẫn vàng. Thiệt không? Thiệt. Tôi tìm liền, không những tôi bước, tôi còn chạy nữa. Ok. Nhưng mà trời hết mưa rồi, tìm đi. Không, bây giờ tìm đi, tôi đang cần gấp lắm. Tìm đi, để lên. Nhưng mà cô. Tìm đi. Ngọt quá. Nhiều khi khung khung gì cũng tiếp phê. Tìm đi mà. Ê, cô. Sao chiếc nhẫn vàng cô không đeo vô tay, cô để ngoài, chưa rớt chứ vậy? Tôi tính tháo nó ra đó. Và tôi... Hả? Tôi... Không, cô bình tĩnh đi. Tôi làm rớt nó khi mà tôi tháo nó ra thì tôi quyết định là không bao giờ tôi đeo vào nó nữa. Cái gì vậy? Tôi nghĩ... cái chiếc nhẫn vàng đó mà nó xa cô chắc nó buồn lắm ha. Còn tôi căm thù nó. Thôi cô ơi, tôi thấy nhẫn vàng á đối với người này là một số tiền, còn đối với người khác là một hạnh phúc. Tôi nghĩ cô cứ kiếm về hoài chắc cô cả hai không? Đối với tôi nó là một thảm họa. Anh biết chưa? Đối với tôi á, nó là một thảm họa. Một thảm họa, anh biết chưa? Ê, cô ơi, sao vậy cô? Hey, shop bên đi đấy, từ gần đấy. Cô, này, cô ơi, shop. Cô ơi, nè, có rồi, có nhẫn vàng rồi nè. Nhẫn vàng anh đã tìm ra. Anh cho tôi xin lại được không? Anh cho tôi xin lại được. Được, nhưng mà cô, cầm đi. Ok. Cầm đi. Được rồi. Cô nói rồi nha. Cô hứa là từ cả một bước tới tình yêu là một bước rất ngắn đâu. Đúng vậy. Rồi, để cô bước đi. Để chúng mình là cô khỏe, cô nhảy múa, bước tới đi. Tại sao lại phải nhảy ở đây? Chứng tỏ cô khỏe. Rồi. Ok, chơi luôn. Nhảy đi. Rồi. Đưa nhẫn vàng cho tôi. Đưa đây. Anh lấy tôi ra làm trò hề á hả? Ủa? Sao quấn tôi? Tôi thấy tôi giỡn như vậy đâu có gì quá đáng là mà xúc phạm đâu. Kiên rồi. Nhưng mà cô ơi, tôi thấy cái chuyện này không thể tin được. Anh không tin là chuyện gì? Giống với lời câu chuyện cổ tích vậy. Thời buổi này có một việc hoàng tử giữ bao nhiêu khó khăn, nó chạy đi tìm vàng mà chạy về đuôi công chúa, rồi hai người cùng sống với nhau hạnh phúc trên lâu đài. Ôi quá xưa rồi cô ơi. Đối với tôi hả, tôi quan niệm tình yêu giờ khác rồi. Anh quan niệm tình yêu giờ làm sao?
Tình yêu của tôi bây giờ là chân thành và trong sáng, nhưng mãnh liệt thì không cần bất cứ điều kiện nhỏ nhoi nào hết. Tôi đứng bên đây đây nè. Ủa, qua nào vậy? Ờ, cho cô biết vậy đó. Cái tội nghiệp anh ghê vậy đó. Anh ăn gào thét những cái chuyện mà trên đời này còn làm gì có được. Trời ơi, tình yêu trong sáng mãnh liệt, cái chuyện đó không bao giờ có, anh biết chưa? Cô mới đáng tội nghiệp. Tôi nói thiệt với cô nha, tội nhất là cô á. Có cặp mắt đẹp như vậy á, tự nhiên dán xuống như vậy hoài à, để người ta ngắm chứ. Tôi nghèo rồi, tôi không cần những thứ đó, huống chi là cô. Cô lại bây giờ lại đi tìm cái nhẫn vàng một xíu vậy thì quá tầm thường. Anh học đâu ra những cái điều đó đó hả? Đời đời dạy tôi nhiều thứ lắm. Đời dạy cho anh biết gì về vàng bạc cho báo đâu. Đời dạy tôi nhiều thứ lắm cô. Nói chung á, tôi thiệt với cô nha, những cái gì liên quan tới vàng bạc cho báo là bất cần, coi thường hết tất cả, cho cô biết. Đó. Cái gãy nè. Tôi thấy anh nói chuyện rành rẽ quá nè. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Cái gì? Anh phân biệt đâu là vàng, đâu là đồng? Cái gì? Không thấy gì đâu. Mua chợ trước đi. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Ở đâu có nguyên đống vàng vậy? Cứ tôi đi. Mà anh trả lời tôi đi. Cái nào đồng, cái nào vàng? Đồng ơi. Ôi, nói theo khoa học á, đây là đồng. Mà nói theo văn hoa, văn chương á, đây là vàng mà là vàng giả. Dùng để đóng kịch, cho cô biết, cô rõ chưa? Sao anh biết hay quá vậy? Sao không biết? Nếu có thì tội gì phải đi tìm chứ, vẫn vàng nó xíu vậy. Giỏi. Anh á, chắc là anh học sẽ thành tài đó. Thôi được rồi, lý thuyết anh quá nhiều một bụng lý thuyết nè. Nhưng mà thực tế trong đầu anh trống rỗng chẳng có cái gì hết á. Kìa, xe bus tới rồi kìa. Đi học, không đi học. Trời ơi. Đây nè, thôi, tôi đi xe bus. Tôi cầm cái vô ấy. Thôi được rồi, không làm phiền tôi nữa. Đang có cô. Có thể cho số điện thoại được không? Đi. Nè nè nè, thôi. Cái bao thơ này có địa chỉ tôi nha. Cứ gì cần gọi ha. Tới. Em tôi đi học nha. See we come to see you tomorrow. See we come to see you tomorrow. He is going to telephone you tonight. He going to telephone you tonight. Trời ơi trời, biết chuyện nào biết tiếng Mỹ đây nè. What is this? This is Sandy Rufford. What is this? This is mattress. Yeah. What is this? This is mountain. Oh. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Oh.
What are you doing here? Trả cho anh cái dù. Oh, my umbrella. Thank you. Với lại cái này nữa. Oh, my address. Và cuối cùng là cái này. What happened? Vali quần áo của tôi. Why? Tại vì thì cũng giống như anh nói vậy đó. Anh nói là hoàng tử thì đi tìm công chúa, thì bây giờ có thể ngược lại, công chúa đi tìm hoàng tử cũng được vậy. Tôi tới nhà anh nè. Hả? Tôi thấy cũng ngộ, cho nên tôi quyết định tất cả mọi thứ ha. Làm mọi việc sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu gì? Thì cuộc sống chung với hai người. Với ai? Thì tôi với anh. Anh đã từng nói với tôi là anh cần một tình yêu trong sáng mãnh liệt và không có điều kiện gì ràng buộc. Thì hôm nay nè, anh coi, tôi tới đây nè, tôi không hề có một điều kiện gì ràng buộc hết, được không? Tôi chết mẹ nó, mất kiến nó mất tiêu rồi. Mất kiến rồi. Cái mắt kiến anh đang đeo kia kìa. Anh. Hả hả? Bình tĩnh lại. Với lại thí dụ mà anh thấy tôi tự nhiên tôi đột ngột tôi vô nhà anh mà anh có hơi khoái khoái thì anh cũng đè nén sự khoái anh lại nha. Vì anh chỉ cho tôi biết là bây giờ tôi phải tôi ngủ chỗ nào trong nhà này. À, gì? Chỗ ngủ của tôi. Không được, đừng nghĩ vậy nha. Tại vì tôi mướn cái nhà này á, bà chủ nhà chỉ cho một người ở thôi, không cho bạn bè về ở nó huống chi cũng được. Không sao, anh yên tâm đi. Tôi với anh hai người đều ốm nhôm nhách hết à. Ở trong căn phòng này là vừa rồi. Chừng nào mà anh ở cỡ như ba bà này đó, lúc đó anh mới ngộp thở á. Không có nào giờ ở với ba này lâu rồi. Cô mới không được rồi. Nhà này nhỏ lắm, ở không được đâu. Thôi rồi, đừng có lấy nữa. Bây giờ anh về, anh nói bà chủ anh sao? Bà chủ tôi khó lắm, bà không cho bạn bè tới, huống chi là cô tới đây cô đồ ở. Anh yên tâm đi, bây giờ anh mướn cái phòng này bao nhiêu một phòng? 125 đồng, không giặt giũ, không nấu nướng, không bạn bè, no smoking. Được rồi, tôi sẽ trả thêm tiền cho. Còn bây giờ thì bây giờ anh chỉ tôi cái chỗ là tôi phải để cái vali này ở đâu ta? Nhét vô gầm giường cho nó gọn nha. Trời ơi, gầm giường đâu nhét, nằm dưới đất rồi gầm giường đâu nhét. Không được đâu. Để đây không được sao? Không được đâu cô ơi. Nó That's my I'm sorry. Tôi nói cô nghe nè. Rồi nấu nướng làm sao? Đâu có nồi non, nồi nêu xuống chả gì đâu nấu cô. Không có sao hết trơn á. Anh yên tâm đi nè. Bây giờ ra ngoài Food to Go nè, 2.99 một phần ăn với ông, hai người ăn muốn chết luôn, mới sáp hết á. Nhưng mà rồi bạn bè nghĩ sao? Ngày hôm qua không có bộ bịch gì hết rồi, tự nhiên hôm nay có người con gái vợ chung với tôi à. Trời ơi, lúc đó là bạn bè phải chúc mừng anh á. Chúc mừng tại gì? Vì lúc nào anh cũng nói tôi là sinh viên nghèo, sinh viên nghèo mà lấy được vợ của thời buổi này là quá ngon còn gì nữa, đúng không? Còn tất cả ngoài xã hội nhìn vô chúng ta nè, sẽ nói chúng ta là một mẫu tình yêu không hề tính toán. Đúng, tôi đồng ý với cô là mình có một mẫu tình yêu không tính toán. Nhưng mà khổ một cái là bà chủ nhà bà khó lắm. Bà bây giờ, trời ơi, coi thấy cô mặt trời ơi, nguyên cái lương chằn quàm để ra như vậy. Rồi bà tống cổ tôi ra khỏi nhà. Rồi bà sẽ nói là... Anh đi, có gì đâu mà tống cổ, tôi đã trên 18 tuổi. Không phải, rồi bà sẽ nói là tôi dẫn gái về nhà đó. Xin lỗi cô. Ý tôi muốn nói là bà khó lắm cô ơi, nói thiệt á. Nó tự nhiên bây giờ cô vô đi cô ở chung với tôi. Rồi tôi ở dưới đất. Thôi đủ rồi, đừng lải nhải nữa, thôi đủ rồi. Ok, tôi hiểu hết rồi. Cảm ơn cô. Ok, anh yên tâm đi. Mọi việc sẽ không có cái gì thay đổi hết. Y như cũ trở lại hết. Anh đừng có lo gì hết á. Nãy giờ đó tôi vô đây tôi đề nghị anh cái gì, tôi xin anh cái gì, thì anh coi như là không có gì hết. Ok, coi như là không hề có tôi bước vô chân nhà anh ha. Ok, bye. Nhưng mà cô đâu vậy? Hả? Cô đâu vậy? Tôi đi ra bến xe bus. Cũng có thể biết đâu là tôi đụng vô một cái thằng cha nào đó nó tốt hơn anh. Và có thể là tôi tiếp tục đi tìm cái nhẫn vàng. Bye. Tìm nhẫn vàng. Ơi đừng, cô. Khoan đã. Cái gì? Tôi tìm được chiếc nhẫn vàng của cô rồi nè.
Anh thấy gì? Cái sau bữa ngày hôm đó tôi tìm được đó, nhưng mà tôi không biết là số điện thoại cô đâu, không biết nhà cô đâu, không thể liên lạc được. Với lại nãy giờ cô vô cô làm tôi bất ngờ quá, cho nên tôi không nhớ ra. Đây là của cô nè. Anh tìm được cái nhẫn của tôi rồi hả? À. Trời ơi may quá. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh tìm được cái nhẫn là anh giúp tôi nhiều lắm á. À. Tôi cảm ơn anh nha. Thôi được rồi, bây giờ tôi có cái nhẫn tôi sẽ giải quyết được nhiều chuyện lắm. Ok, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, tôi không có làm phiền anh đâu. Ok, ok, bye anh nha, cảm ơn nha, cảm ơn anh nha. À, khoan cô. Hả? Trước khi cô đi, tôi muốn hỏi cô một điều được không? Hỏi cái gì? Là, nãy giờ cô vô đây là, cô kéo vali vô nhà tôi là cô muốn ở đây là thiệt hay là giả hay là vẫn chơi vậy? Ủa? Chứ bộ nãy giờ anh không tin tôi hả? Khó tin lắm. Tôi thấy nãy giờ giống như là vẫn chơi vậy đó. Không. Nãy giờ tất cả mọi chuyện nó đều thiệt hết á. Hả? Chỉ có một cái không thiệt thôi. Là cái lời anh nói đó. Tức là anh cần một tình yêu trong sáng, mãnh liệt và không hề có một điều kiện gì ràng buộc. Cái đó nó không có thiệt. Ok, bye. Khoan. Cô đi rồi, cô quay về, nó lâu gặp ghé không? Lâu lâu ghé thăm chút xíu. Anh yên tâm, tôi sẽ ghé lại, nhưng mà không có đột ngột, không có kỳ cục như lần này đâu. Phải đó, trước khi ghé gọi nó bà chủ một tiếng rồi, phải cho tới. Tôi sẽ xin phép bà chủ để tôi có thể ngồi ăn mì gói tự do với anh trong cái nhà này, đúng không? Mà biết đâu tụi mình có thể cặp tay nhau, tụi mình đi xem cine với nhau, đúng không? Rồi mình dạo vòng vòng trên mấy cái bãi cỏ xanh xanh nữa. Khỏi tìm vàng, ngồi chơi thôi. Ok. Không tìm vàng. Để cho anh tin là tôi là người thiệt, tôi không phải từ hành tinh nào khác tới á. Thì khi mà tôi rảnh rang, tôi sẽ ghé đây. Tôi sẽ tự tay làm món bánh nhân ngọt ngọt cho anh. Anh chịu không? Hứa là nhớ nha. Nhớ ghé là bánh đó. Ok. Hỏi cái đó thôi. Ok. Anh thắc mắc nãy giờ mấy cái chuyện nãy giờ có mơ mơ gì không? Thiệt không mơ? Anh muốn tôi trả lời phải không? Anh nhắm mắt lại đi, trả lời cho anh. Lấy ra không thấy gì hết. Không, anh lấy ra anh vẫn còn mờ mờ, nhắm mắt cho tôi mới trả lời. Giống liền. Cô cũng lãng mạn vậy. Thôi, nói đi. Nhà mình tôi với cô ở nhà, muốn nói gì cũng được. Nói đi cô. Bà chủ nhà sắp về á. Nói đi. Nếu mắc cỡ thì làm gì thay lời nói cũng được, sao? Nói đi con. Nói đi. Cô tên gì vậy? What'd you say? Hả? Vâng, phải nói tiếng Mỹ. What's your name? Oh, my name's Lisa. Oh, Lisa. How old are you? I'm 12. Oh, 12. 12 tuổi. What's your name? Dạ, con tên Hoài Hương. Ê, trời ơi, biết nói tiếng Việt. Trời ơi, giỏi quá vậy, con mấy tuổi rồi? Dạ, con 5 tuổi. 5 tuổi, nè. Cô nhớ nha, nhớ về dạy chị Lisa nói tiếng Việt nha không? Nha không? Dạ, chị biết nói tiếng Việt mà. Biết nói tiếng Việt? Trời ơi, không chịu nói tiếng Việt với bác. Thôi đi học nha, giỏi. Bye.
Dạ thưa bà, tôi ngồi đây tôi có nhiệm vụ, tôi đưa mấy đứa nhỏ đi qua đường đi học. Tôi thấy bà cũng băng qua đường, tôi cũng lịch sự, tôi đưa bà qua. Nếu như bà muốn đi dạo thì ở đằng kia có cái công viên, dạ mời bà sang bên kia đi dạo ha, để tôi làm việc. Anh sinh viên, cái gì anh sinh viên? Anh sinh viên, anh không nhớ ra tôi sao? Anh không nhớ ra chiếc nhẫn này sao? Thì ra bà là cái cô gái mà cách đây 20 mấy năm về trước tìm chiếc nhẫn vàng tại trạm xe buýt. Trời, thì ra là cô đó hả? Cô có biết là cái lúc đó cô đã làm cho trái tim tôi không ngủ yên hay không vậy? Cô còn hứa là sau đó cô sẽ tìm lại tôi để chúng ta cùng nhau đi coi movie. Rồi cô còn hứa là cô sẽ làm bánh nhân ngọt ngọt cho tôi ăn. Vậy mà cô đi đâu mấy chục năm trời vậy? Bà thay đổi nhiều quá. Anh, ông cũng thay đổi nhiều lắm. Ông biết không, sau cái ngày mà tôi tới nhà anh một lần á, tôi có ghé lại nữa, nhưng mà anh đã dọn đi rồi. Hỏi bạn bè anh cũng không biết, mà thậm chí ngay bà chủ nhà nữa, bà cũng chẳng biết anh ở đâu. Cô có quay lại thiệt hả? Trời ơi, tiếc quá. Cô biết không, sau cái ngày đó tuần lễ thôi, rồi tự nhiên bà chủ nhà đòi tăng tiền nhà lên. Từ 125 bà tăng lên 150, thêm 25 đồng nữa. Cái thời đó chịu không nổi, cho nên phải xin ở ké gara nhà người bạn. Mà lúc đó bà quay lại để chi vậy? Tôi ghé lại về dù chiếc nhẫn. Ủa, 20 mấy chục năm trời rồi cũng nhắc chiếc nhẫn hoài vậy? Thôi nói chuyện khác đi. Tôi ghé để tôi trả cho anh chiếc nhẫn. Nhẫn nào? Cái nhẫn của anh. Không, cái nhẫn đó là của cô đó, tôi lượm được tôi đưa cho cô. Không, đúng là tôi có rớt một cái nhẫn ở ngoài trạm xe bus, nhưng mà cái nhẫn này không phải là nhẫn của tôi mà là nhẫn của anh. Không, cô lầm rồi, bà lầm rồi. Không, cái này tôi nói là cái này là của anh. Không, cái thời buổi đó không có tiền trả tiền nhà, ăn mì gói không đủ tiền mua sách vở thì làm sao mà có chiếc nhẫn đeo trên tay được? Không phải, lầm rồi, của bà đó, của bà. Tôi đã giữ nó quá lâu rồi, bây giờ tôi muốn trả lại cho chủ của nó. Không, như vậy chiếc nhẫn đó là của bà đó, giữ đi, của bà đó. Không, anh hãy nhận lại chiếc nhẫn vàng này đi. Vàng đôi khi nó tượng trưng cho tiền bạc, nhưng mà đôi khi nó cũng tượng trưng cho kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì có khi vui, mà cũng có khi buồn. Anh biết không, cái hồi mà anh còn là một chàng sinh viên nghèo đứng ở trạm xe bus, thì tôi là một cô gái trẻ đẹp và có rất nhiều người theo đuổi. Và cũng lẽ đương nhiên tôi chọn một trong số những người đó. Anh ta là một người trí thức, anh ta có rất nhiều tiền, và anh ta tặng tôi rất nhiều nữ trang quý giá. Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy, bởi vì
Tôi là người thường mà. Tôi cũng thích những vật chất xa hoa. Tôi không thể từ chối những điều đó được. Anh biết không? Chúng tôi quyết định đám cưới. Nhưng mà trước đám cưới 3 hôm, anh ấy bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác. Lúc đó tự dưng tôi cảm thấy mình tội lỗi vô cùng vì đã nhận quá nhiều những vật tặng quý giá. Ngay lập tức tôi muốn gom góp tất cả lại, tôi muốn trả lại cho anh ấy, tôi muốn trả lại hết để cứu vớt một chút xíu về danh dự của mình. Và trong lúc lúng túng, tôi đã làm rơi một cái nhẫn. Bình thường thì nó cũng chẳng có giá trị gì hết, nhưng mà lúc đó tôi muốn trả hết, tôi không thiếu một vật gì cả. Để lương tâm tôi đỡ cắn sức. Cái ngày mà tôi ghé nhà anh, giá như mà anh không hốt hoảng, giá như mà anh không đuổi tôi, thì có lẽ tôi đã ở lại với anh rồi. Cái căn nhà nhỏ bé, những thùng mì gói nghèo nàn, những cuốn sách cũ kỹ, đối với tôi lúc đó nó là một hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự. Rồi sau khi anh đưa tôi chứng nhận, tôi mừng lắm. Tôi đã gom góp tất cả lại và tôi trả trước tòa án. Nhưng mà có một điều đau xót là tất cả những nữ trang đó đều giả hết. Đều giả hết, biết không? Và chỉ có một cái nhẫn là thật thôi. Chỉ có một cái nhẫn của anh là thật thôi. Sau đó tôi còn một tin đau buồn khác nữa, là đứa con ở trong bụng. Thì anh nghĩ coi, lúc đó tôi không thể trở lại với anh được. Tôi không thể xin phép bà chủ nhà cùng ăn mì gói với anh được. Tôi không thể cùng anh đi xem phim, hay là không thể tự tay làm một món bánh nhân ngọt ngọt cho anh được. Tôi lúc đó tôi không thể nào quay trở lại được. Anh à, 20 năm qua con tôi nó luôn luôn hỏi về cha của nó. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đành rằng thì con nào cũng có cha, nhưng mà để kể về cha của nó thì tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Thôi, hay là vậy, hay là bà cứ nói cha của nó không là tôi. Chúng ta lại tiếp tục giả dối nè. Không phải giả dối, là mình thay đổi sự thật này bằng một sự thật khác.
Tôi nghĩ là chúng ta phải để cho tâm hồn của bọn trẻ được trong sáng. Đừng bao giờ nhắc tới những quá khứ không mấy gì tốt đẹp của ngày xưa nữa. Cô hiểu không? Nhưng mà tôi đâu còn cái quyền đó nữa. Vì anh còn gia đình, anh còn vợ con. Nói ra cô đừng có cười. Tôi chưa lập gia đình. Đúng. Ôi, qua Mỹ muộn màng quá. Cứ lo cắm đầu học hành. Học hành xong ra trường cắm đầu làm việc. Cứ làm việc ngày này qua ngày nọ. Tuổi thanh xuân qua hồi nào không hay. Nghĩ lại cho mình thì mình đã già rồi. Số phận của mỗi người vậy thôi, đừng nhắc mấy cái chuyện đó nữa ha. Vậy chứ còn cái mộng làm bác sĩ thẩm mỹ của anh ra sao? Có. Tôi cố ráng học bác sĩ. Nhưng mà đi thực tập thấy máu cái xỉu. Rồi sau đó thì chuyển ngành qua học về computer. Tính lấy cái bằng kỹ sư. Nhưng mà trời ơi, cứ dán con mắt vô computer hoài, cặp mắt nó như đuôi vậy đó. Dán vậy hoài bác sĩ không cho học. Vậy chắc là cuối cùng anh làm chủ tiệm nail phải không? Nail thì cũng khó, mở được năm. Nhưng mà khổ một cái mùi nail nó bị allergy, cái mũi nó chịu không nổi. Nên thôi rồi cũng sang, chuyển sang nghề khác. Nói cho bạn nghe, cái thời kỳ đó tôi cũng có máu văn nghệ. Tôi mở được cái trung tâm băng nhạc. Cũng vui. Làm văn nghệ nó cũng vui. Nhưng mà khổ nổi một cái, cô nuôi mấy con gà. Tại sao mở trung tâm băng nhạc anh nuôi gà là... Quên không. Tại vì bà không có trong nghề nên không không biết. Nuôi gà, gà cái đây có nghĩa là trong nghề gọi là mấy nuôi mấy ca sĩ mà độc quyền á. Đó. Lúc đầu trời ơi, anh chị nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà sau đó tên tuổi chút xíu cái đầu nhảy qua trung tâm này, nhảy qua trung tâm nọ, nhức cái đầu quá. Bởi vậy ơi, mướn người coi. Tuần lễ lên city xin làm cái job này, làm từ thiện thôi, làm cái việc làm đưa đón mấy đứa nhỏ đi học. Đó là ngồi đây nhìn xe cộ chạy như vậy mà thấy hạnh phúc quá chị. Anh sinh viên à, tới bây giờ tôi cũng chưa biết anh là ai, anh tên là gì. Tôi là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Một câu chuyện cổ tích của năm 2000. Và là một câu chuyện của tình yêu không bao giờ kết thúc. Nhưng mà... À không có nhân gì hết. Bây giờ chúng ta đi đón con đi. Để nó chờ. Vậy với con chiếc nhẫn này thì sao? Mấy chục năm trời chiếc nhẫn. Cứ để nó vĩnh viễn nằm ngoài bãi cỏ đó. Bác đang nhìn chúng ta kìa. Không có một cái câu chuyện tình yêu nào không có người chứng kiến hết. Đi.